Chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi. Côn Sơn suối chảy rì rầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Đó là những câu thơ mà Nguyễn Trãi đã viết về cảnh Côn Sơn. Nguyễn Trãi được trao tặng là danh nhân văn hóa thế giới, có lẽ một phần bởi vì những phần thơ tuyệt đẹp như thế. Nhận thiên nhiên là bầu bạn, trong thời gian về ở ẩn, Nguyễn Trãi đã để lại biết bao bài thơ hay về người bạn ấy, tiêu biểu là Quốc Âm Thi Tập. Khác với sự đanh thép trong bài Hùng Văn Đại Cáo Bình Ngô, thơ trữ tình của Nguyễn Trãi luôn thể hiện cái nhìn tinh tế với thiên nhiên, qua đó nói lên vẻ đẹp vừa cao cả, song rất người, rất trần thế của ông. Nếu ai đã từng đọc cuốn Quốc Âm Thi Tập của ông, chắc hẳn sẽ thích thú, ngạc nhiên bởi cả một thiên nhiên đậm chất Việt. Thiên nhiên ấy như ùa lấy díu dít bên ta. Cảnh ngày hè, chip trong mục Bảo Kính Cảnh Giới của Quốc Âm Thi Tập là một bài thơ như vậy. Các bài thơ trong Bảo Kính Cảnh Giới đều hàm chứa nội dung giáo huấn trực tiếp, nhưng bài thơ Cảnh ngày hè lại đậm đà chất trữ tình, cho ta nhiều thú vị. Nó nói lên cảnh sắc mùa hè ở làng quê và nỗi mong ước của nhà thơ. Bây giờ chúng ta cùng đi vào tìm hiểu. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số nét chính về tác giả. Tác giả là Nguyễn Trãi, sinh năm 1380, mất năm 1442. Ông là nhà danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời là nhà thơ có công khai sáng thơ môn đường mật. Từ đấy chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tập thơ Quốc Âm Thi Tập. Tập thơ được ra đời khi tác giả về ở ẩn tại Côn Sơn. Nội dung của tập thơ là phản ánh vẻ đẹp tâm hồn của tác giả Nguyễn Trãi. Và tác phẩm được viết với thể thơ nôm đường luật. Trong đấy, Nguyễn Trãi đã có nhiều cách tân sáng tạo nhằm Việt hóa thể thơ nôm này. Như vậy, có thể đánh giá Quốc Âm Thi Tập đã đặt nền móng cho sự mở đường thơ tiếng Việt. Bài Cảnh ngày hè là bài 43 trích trong mục Bảo Kính Cảnh Giới. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu văn bản. Rồi hóng mát thuở ngày trường, hòe lục đùn đùn tán dập hương. Thạch Liệu Hiên còn phun thức đỏ, Hồng Liên Trì đã tiễn mùi hương. Lao sao chợ cá làng Ngư Phủ, rắm giỏi cầm ve lầu Tịch Dương. Rẽ có ngu cầm đàn một tiếng, dân giàu đủ khắp đòi phương. Bài thơ này có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất miêu tả lại bức tranh thiên nhiên và cuộc sống. Phần thứ hai nói lên vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi. Ngoài ra chúng ta có nhiều cách phân chia khác. Ở đây tôi phân chia theo bố cục dọc. Bức tranh thiên nhiên cuộc sống được thể hiện từ câu số 2 cho đến câu số 6. Còn vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi thể hiện trong toàn bài thơ. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần đầu tiên, vẻ đẹp bức tranh thiên nhiên và cuộc sống. Hè lục đùn đùn tán dập dương, Thạch Liệu Hiên còn phun thức đỏ, Hồng Liên Trì đã tiễn mùi hương. Lao sao chợ cá làng Ngư Phủ, rắn giỏi cầm ve lầu Tịch Dương. Ở đây Nguyễn Trãi đã cảm nhận mùa hè ra sao và những hình ảnh nào đã được ông thu nhận lại. Ta thấy Nguyễn Trãi đã gợi ra những hình ảnh rất đặc trưng của mùa hè như hoa liệu, tán hè xanh, hoa sen, tiếng ve, chợ cá. Cảnh có sự kết hợp giữa màu sắc và âm thanh, con người và cảnh vật. Màu lục của lá hòe làm nổi bật lên màu đỏ của hoa liệu. Ánh mặt trời tỏa vàng trên tán lá, làng ngát mùi sen hồng. Và tiếng ve kêu inh ỏi hòa cùng với tiếng lao sao chợ cá, một âm thanh của cuộc sống thường nhật, đã làm cho khung cảnh trở lên sinh động. Ở đây từ ngữ của Nguyễn Trãi rất giản dị. Ta thấy các tác giả khác thường dùng từ ngữ trang trọng, nhưng riêng Nguyễn Trãi, ông đã đưa vào thơ mình tất cả hơi thở của cuộc sống,
với hình ảnh bình dị, ngôn ngữ đậm chất Việt. Đó quả là một mùa hè mà chúng ta thấy quen thuộc ở trong bất cứ làng quê nào của Việt Nam. Như vậy chúng ta kết luận lại, cảnh ở đây có sự kết hợp giữa màu sắc, âm thanh, con người và cảnh vật rất đậm chất Việt. Hơn nữa thế, ở đây ta thấy tác giả đã miêu tả cảnh nghỉ hè bằng rất nhiều các động từ. Và chúng ta hãy xem là các động từ ấy đã diễn tả trạng thái của cảnh ngày hè ra sao. Động từ ở đây là đùn đùn, phun, diễn. Những động từ này cho thấy được một không gian đầy sức sống, mãnh liệt, ứa căng. Cây hòe bằng động từ đùn đùn đã cho thấy được sức sống của tán lá xung xuê, tỏa rộng, vươn cao. Cây liệu với từ phun đã cho thấy từ một sắc đỏ rực rỡ, mang đầy tố chất khỏe mạnh như ứa trào. Còn sen hồng với từ tiễn có nghĩa là thơm ngát, đưa ra xa, cho thấy được sen hồng đang ở trong trạng thái nở, đẹp nhất, đậm hương nhất. Miêu tả được thấy một tâm hồn nồng hậu và thanh cao từ đóa sen hồng này. Như vậy, ba loại cây, ba dáng vẻ, ba màu sắc khác nhau đều rất có hồn. Ở đây ngôn ngữ của nhà thơ đã thay cho chất liệu màu của họa. Chữ đùn đùn khiến ta cảm nhận được sự sống đang nảy nở mạnh mẽ, trông thấy được bằng mắt thường. Chữ phun thì còn lạ hơn, không chỉ tả hoa đỏ mà tác giả còn cảm nhận cây liệu đang phun ra màu sắc đỏ. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du cũng đã tả hoa liệu, đầu tường lửa liệu lập lòe đơm bông. Với từ lập lòe, Nguyễn Du thiên về tạo sắc. Còn với động từ phun ở trên thì Nguyễn Trãi đã thiên về tả sức sống. Ta bất ngờ nhận ra điều kỳ lạ. Con người họa sĩ trong thi nhân Nguyễn Trãi ở thế kỷ thứ 15 khó gì đó gần gũi với danh họa Hà Lan trong thế kỷ thứ 19. Đó là danh họa Van Gogh. Và không phải ở những sắc màu được sử dụng mà ở những cách diễn tả của nó. Van Gogh vẽ đồng lúa mà ta ngỡ như cánh đồng bốc cháy. Hàng cây bên đường cũng quằn quại vệt lửa. Van Gogh đã đốt cháy mình trong tranh. Nguyễn Trãi thì cũng đốt cháy mình trong thơ. Chữ đùn đùn, phun, tiễn, lao sao, vắng giỏi là lửa sống rừng rực đốt cháy trong lòng thi nhân. Mặc cho thời thế của ông, bắt buộc ông phải lui về ở ẩn. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta thấy ở đây nhà thơ đã có cách nhấp nhịp rất đặc biệt trong câu số 34. Thạch liệu hiên, hồng liên trì. Ở hai câu này chúng ta thấy nhà thơ đã cố ngắt nhịp thành 3-4. Để từ đấy tác giả gây được sự chú ý với cả hình ảnh trong ngày hè. Đặc biệt là hình ảnh thạch liệu hiên và hồng liên trì được tách riêng ra, làm cho chúng ta thấy được hình ảnh của những sự vật này dường như là sự vật nổi bật lên trên nền khung cảnh của mùa xanh cây lá, màu xanh bầu trời của mùa hè vậy. Ở đây tác giả không chỉ miêu tả được vẻ đẹp của thiên nhiên mà tác giả còn muốn miêu tả vẻ đẹp của cuộc sống nữa. Lao sao, chợ cá, làng ngư phủ, dáng giỏi, cầm ve, lầu tịch hương. Ở trong hai câu này tác giả đã sử dụng biện pháp gì? Đây quả thật là hai câu thơ rất hay, cho thấy được tâm hồn Nguyễn Trãi không hề cô đơn mà có sự gắn bó với cuộc sống. Ở đó ta thấy tác giả đã sử dụng từ lấy, dạ lao sao, dáng giỏi kèm với biện pháp đảo ngữ để miêu tả lại cuộc sống này. Ở đây, thính giác nhạy bén đã giúp Nguyễn Trãi vẽ cảnh bằng nhạc. Con ve kia dường như cũng gắng hết mình trong những tiếng kêu cuối ngày. Chợ ở làng cá đang náo nhiệt, lên vọt xa lao sao. Xa xa chợ cá không rõ hình, song âm thanh lao sao đã trở đến cho người đọc cái rộn ràng nhộn nhịp náo nhiệt của cuộc sống thanh bình. Nếu lao sao là khúc hòa tấu của đời sống dân sinh, thì dáng giỏi cầm ve đã tấu lên âm thanh của cây đàn độc quyền, ngân lên thiết tha cuối chiều, vấn vương nét quý tộc lầu cao đơn độc.
hai phong điệu dân dã mà quý tộc hòa hợp bởi chất keo dính của đời thường, đậm đà hơi thở cuộc sống. Và từ lấy lao sao cũng như biện pháp đảo ngữ ở đây còn giúp nhấn mạnh thêm âm thanh sôi động của cuộc sống ngày hè. Cảnh đã đi vào cuối ngày, song sự sống thì không dừng lại. Đây là hình ảnh tán hoài lục bùng bùng vật phương. Đây là hình ảnh cây thạch liệu đang phun hoa đỏ. Và hồng liên trì chính là đá sen hồng đang tiễn mùi hương thơm nhát. Nhìn những hình ảnh này, chúng ta chợt nhớ tới bao nhiêu những bài thơ viết về thiên nhiên khác của Nguyễn Trãi trong thời gian ông ở ẩn. Ví dụ như những câu thơ trong bài Thuận Hứng số 24. Ao cạn vớt bèo cấy muống, chỉ thanh phát cỏ ươm sen. Thiên nhiên thật bình dị, song giàu sức sống, đã được tác giả tái hiện lại thật đẹp. Từ đó em cảm nhận gì về bức tranh mùa hè trong tác phẩm? Chúng ta thấy, tóm lại, đây là một bức tranh rực rỡ, sôi động, có sức sống, vừa có hình, vừa có hồn, vừa gợi tả, vừa sâu lắng. Cảnh vật đã ở cuối ngày, sau sự sống thì không dừng lại. Đó còn là bức tranh mùa hè đậm chất Việt với những hình ảnh dân dã, những sự vật đặc trưng ở Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, tác giả còn muốn miêu tả cả vẻ đẹp tâm hồn. Vẻ đẹp tâm hồn ấy được thể hiện ngay trong câu thơ số 1. Nó nói lên tâm thế đón nhận cảnh của Nguyễn Trãi. Rồi hóng mát thở ngày trường. Tâm thế ấy là một tâm thế thế nào? Quả thật đây là một tâm thế rất hiếm hoi. Nó biểu hiện sự thoải mái hiếm có của ông trong những năm về nghỉ tại Côn Sơn. Tại sao nói vậy? Bởi vì Nguyễn Trãi là một người tâm không nhàn. Bình thường, ông luôn luôn lo nghĩ cho việc nước, việc dân. Ông đã từng xông pha trận mạc một thời, từng đau lòng nhức óc vì vận nước cùng Lê Lợi. Và sau này khi thắm vai ẩn sĩ thì tấm lòng vì dân, vì nước của ông không lúc nào yên. Đêm ngày cuồn cuộn nước chiều đông. Đặt trong nỗi chuyên chuyên của cuộc đời Nguyễn Trãi, ta mới thấy đây là những giây phút thoải mái hiếm có của ông trong những năm về nghỉ tại Côn Sơn. Sau tư thế ấy, ta thấy cả một cái không khí yên bình của làng quê đất nước sau cơn binh lửa. Từ rồi kéo dài, gợi cho tận chúng ta cảm giác về cái đặt lưng ngắm cảnh thư thái của Nguyễn Trãi trong chiều hè. Để rồi, ở năm câu thơ tiết, tác giả đã miêu tả được cho chúng ta thấy một không gian thiên nhiên, đậm chất Việt, hài hòa và sống động. Từ không gian ấy, chúng ta thấy rõ hơn vẻ đẹp, tâm hồn của Nguyễn Trãi. Ở đây, ta thấy khi miêu tả cảnh ngày hè, tác giả đã sử dụng rất nhiều giác quan. Nó thể hiện sự giao cảm mạnh mẽ, song vẫn tinh tế của ông với cảnh vật. Bằng thị giác, ông đã nhận ra màu đỏ chói của hoa liễu. Bằng khứu giác, tác giả đã hưởng thụ hương sen. Và bằng thính giác, tác giả đã lắng nghe âm thanh của cuộc sống trong chiều hè. Ở đây, sự giao cảm mạnh mẽ đấy, nhưng vẫn rất tinh tế. Bởi bên cạnh sức sống đang phun trào của hoa liễu, thì tác giả lại nhận ra dáng vẻ tinh thần của hoa liễu. Chữ thức ở đây chỉ dáng vẻ chứ không phải chỉ màu sắc đơn thuần. Hơn nữa thế, tác giả còn biết hòa màu sắc âm thanh đường nét theo quy luật của hội họa, hội thoại. Điểm thứ ba cho thấy tác giả là người yêu thiên nhiên. Đó là bởi vì thơ xưa thì thích xuân, thích hạ, thích thu, chứ không mấy ai để ý tới mùa hạ cả. Vậy mà ông vẫn chú ý và đưa nó vào thơ. Mùa hạ xuất hiện trong thơ ông thật tự nhiên, dân dã. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh đổi mới cũng như tình cảm gắn bó với cuộc sống quê hương của tác giả. Cội nguồn sâu xa của tình cảm ấy chính là lòng thiết tha yêu đời, yêu cuộc sống của Nguyễn Trãi. Âm thanh lao sao chợ cá vang lên hay chính là niềm vui rộn rã của tác giả
trước cảnh dân tù đục. Nhưng đặc biệt, hai câu thơ cuối, ý thơ chợt thay đổi làm chúng ta thật bất ngờ. Ở đây, tác giả đã trực tiếp bộc lộ mong muốn. Lời thơ từ hướng ngoại chuyển sang hướng nội. Sẽ có ngu cầm đàn một tiếng, dân giàu đủ khắp đòi phương. Từ miêu tả, tác giả đã chuyển sang biểu cảm. Ở đây, Nguyễn Trãi trực tiếp bộc lộ là mình, ấy là một giấc mơ, và cả một học thuyết nhân sinh ấp ủ bật ra thành lời. Từ ước mong có cây đàn của vua Thuấn để ngợi ca khúc Nam, để gảy khúc Nam, ngợi ca cảnh, thì tác giả đã thể hiện ước mong dân giàu đủ, ấm no, hạnh phúc. Qua đó ta thấy vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi kết thụ không phải là tình yêu thiên nhiên cuộc sống, mà là ở khát vọng cuộc sống ấm no cho người dân. Và đó phải là ấm no khắp đòi phương, khắp nơi nơi, cho tất cả mọi người. Cảm động thay trước tấm lòng của ông. Tấm lòng ấy hiện hữu khi cả ông hưởng ngoạn thiên nhiên. Từ ước mong ấy, Nguyễn Trãi đã tự căn mình và các đấng quân vương phải mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Trước hơn 400 năm, thời Tiền Lê, Pháp Thuận đã phát biểu: Phận nước như mây cuốn, trời Nam mở thái bình, vô bi trên liệt cát, tứ xứ dứt đao binh. Vận nước có rối ren thế nào cũng mong hai chữ thái bình, nhà vua đừng làm điều gì nhiễu nhương để khắp nơi đều hết nạn đao binh. Sau mấy mươi năm, vị vua hiền minh Lê Thánh Tông đã củng cố sức mình để thỏa lòng mong muốn đó. Nhà Nam, nhà Bắc đều có mặt, lừng lẫy cùng ca khúc thái bình. Bây giờ đây, ưu tư trước thế cuộc, nhìn đời từ cỏ cây vạn vật đến sinh linh vui sống như thế, Nguyễn Trãi lại khắc khoải khát vọng muôn năm này. Đó là tư tưởng thân dân từng được vạch rõ trong Bình Ngô Đại Cảo. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, đó là một tư tưởng lớn. Với Nguyễn Trãi, tư tưởng ấy đã sục sôi thành hành động, khắc khoải trong tâm tưởng, giác bỏng trong thi ca. Cả bài thơ 8 chữ đến tận dòng cuối cùng, chữ dân mới bật ra, song chính nó là cái nền tư tưởng, tình cảm của tác giả, cái hồn của bài thơ, là sợi chỉ đỏ xô chuỗi cả 8 câu thơ lại. Như vậy, ở những câu thơ này, tác giả đã thể hiện ước mong dân được ấm no hạnh phúc và tự căn mình, cũng như các đấng quân vương phải mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Ở đây chúng ta sẽ để ý thêm câu cuối. Câu cuối có gì đặc biệt về nhịp thơ, số tiếng và nó có tác dụng gì? Chúng ta sẽ để ý thấy câu thơ cuối này nhịp thơ có thể ngắt thành 222 hoặc là ngắt thành 33. Như vậy thì ở đây tác giả đã có sự thay đổi về nhịp thơ. Hơn nữa thế, tác giả còn biến xấu câu thơ thành 6 chữ. Điều này đã thể hiện sự dồn nén cảm xúc toàn bài. Nó như một lời khẳng định chắc lịch. Điểm đáng chú ý là âm điệu ở đây nhờ sự ngắt nhịp và nhờ cái sự biến tấu thành 6 chữ ấy, nó đã thể hiện cái sự dồn nén và nghe rất là mộc mạc như một lời nói tự nhiên vậy. Nó không chỉ giúp âm điệu của toàn bài thay đổi mới lạ hơn mà còn giúp nhấn mạnh cảm xúc. Và ở đây, cùng với sự phá cách trong sử dụng ngôn ngữ và cách ngắt nhịp ở trong câu thơ này, thì cả bài thơ đã thể hiện sự cách tân thơ thất ngôn bát phú của vốn là của Trung Quốc, của Nguyễn Trãi của chúng ta. Sự cách tân này suy cho cùng đó là vì ý thức trân trọng của Nguyễn Trãi cái vốn dân tộc. Ở câu cuối, nhịp thơ đã chuyển thành 33, nghe chắc lịch như một lời khẳng định. Điểm đáng chú ý là câu đầu và câu cuối đã biến tấu thành 6 chữ.
Điều đó là âm điệu câu ngắn gọn, mộc mạc như một lời nói tự nhiên, bộc phát từ Nguyễn Trãi. Nó thể hiện sự dồn nén cảm xúc toàn bài, đồng thời nó giúp âm điệu của bài thơ thay đổi, mới lạ hơn. Cùng với việc phá cách trong sử dụng ngôn ngữ và cách nhất nhịp, bài thơ đã thể hiện việc cách tân thể thơ thất ngôn bát phú của Trung Quốc. Suy cho cùng, đó cũng là vì ý thức trân trọng của Nguyễn Trãi với vốn ngôn ngữ văn hóa dân tộc. Ông không chỉ thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực, mà còn ý thức được điều đó ngay cả khi sáng tác thơ văn. Cả trăm năm sau, những thi nhân hậu bối vẫn tiếp thu, học hỏi những phần thơ nôm khai sáng của ông. Trong thơ Ức Trai, hai câu kết luôn luôn là sự hội tụ bừng sáng những tư tưởng tình cảm cao cả, đẹp đẽ nhất mà ông dành cho nhân dân. Vì thế, dù nói tới nhiều lần trong bài học thương yêu nhân dân mà ông nói đến lúc này vẫn luôn mới mẻ và đậm đà. Bui một tấc lòng yêu ái cũ, đêm ngày cuồn cuộn nước chiều đông. Như vậy chúng ta thấy vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi đã được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất chính là lòng yêu thiên nhiên. Khía cạnh thứ hai là lòng yêu cuộc sống. Và đặc biệt khía cạnh thứ ba, khát vọng cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Từ đây chúng ta sẽ tổng kết lại những nét chính. Bài thơ đã thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Trãi, đi bên cạnh nền là vẻ đẹp của cảnh ngày hè. Về mặt nghệ thuật, tác giả đã thể hiện nghệ thuật việt hóa thơ đường mật trong số chữ, trong việc thay đổi cách nhất nhịp, và đặc biệt là trong sự thay đổi hình ảnh thơ.